Kể từ khi còn bé, mỗi chúng ta đều được giới thiệu với thế giới ba chiều, không gian lên xuống, trái phải và tiến lùi. Đây là bối cảnh quen thuộc hàng ngày của chúng ta, nơi chúng ta di chuyển, tương tác và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ câu chuyện? Hãy tưởng tượng một khái niệm rộng lớn hơn, một không gian nhiều chiều hơn mà mắt thường không thể thấy và tay không thể sờ đến. Có thể có những chiều không gian khác, ẩn giấu, đang tồn tại song song với thực tại của chúng ta. Những suy nghĩ về vũ trụ đa chiều không chỉ là chất liệu cho các tác phẩm khoa học viễn tưởng, mà còn là một phần nghiên cứu chính trong lý thuyết vật lý hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực lý thuyết dây. Lý thuyết này mở rộng khái niệm của chúng ta về không gian bằng cách đề xuất rằng ngoài ba chiều không gian quen thuộc và một chiều thời gian, có thể còn tồn tại nhiều chiều không gian khác. Những chiều không gian này không phải là những không gian rộng lớn mà bạn có thể đi bộ qua, mà là được cuộn tròn ở những kích thước cực kỳ nhỏ, vượt xa khả năng quan sát trực tiếp của con người. Hãy hình dung như sau. Trong một tờ giấy trắng mỏng, bạn có thể vẽ một đường thẳng, một hình vuông hoặc một hình tròn. Những hình ảnh này, dù có hình dạng và kích thước khác nhau, đều tồn tại trên một mặt phẳng hai chiều. Giờ đây, nếu chúng ta cuộn tờ giấy lại thành một ống nhỏ, một chiều mới của tờ giấy, chiều cuộn tròn, sẽ không còn dễ dàng nhận biết như khi nó được phẳng. Đối với những sinh vật sống trên tờ giấy, chiều mới này là vô hình. Ứng dụng tương tự cho vũ trụ đa chiều, chúng ta có thể tưởng tượng rằng bên cạnh chiều rộng, chiều cao, chiều sâu và thời gian, có những chiều cuộn tròn tại mỗi điểm trong không gian mà chúng ta đang chiếm giữ. Những chiều này không gian vô cùng nhỏ đến mức không thể quan sát trực tiếp, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong việc hình thành cấu trúc cơ bản nhất của vật chất và năng lượng. Sự tồn tại của các chiều không gian bổ sung này có thể giải thích nhiều hiện tượng vật lý chưa được lý giải, mở ra những khả năng mới cho công nghệ và thậm chí là thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhận về vũ trụ và vị trí của chính chúng ta trong đó. Điều này không chỉ là một cuộc cách mạng trong lý thuyết khoa học, mà còn có thể là chìa khóa giải mã những bí ẩn lớn nhất của thiên nhiên. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi những chiều không gian mới này không chỉ là những thực thể lý thuyết. Trong thế giới đó, các nhà khoa học có thể tạo ra các thiết bị có khả năng tương tác, thay đổi hoặc thậm chí điều khiển các chiều không gian này. Những chiều này có thể chứa các hạt cơ bản mà chúng ta chưa từng biết đến, hoặc chứa các dạng năng lượng mới mà có thể cung cấp nguồn lực vô tận cho nhân loại. Việc khám phá và chứng minh thực tế các chiều không gian mới này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Công nghệ hiện tại của chúng ta vẫn còn hạn chế, và sự tồn tại của các chiều bổ sung đòi hỏi phải qua nhiều thí nghiệm tinh vi, thường sử dụng các máy gia tốc hạt lớn như Large Hadron Collider tại CERN, nơi các nhà vật lý hy vọng sẽ phát hiện ra các dấu hiệu của chiều không gian mới qua những hành vi và tính chất của hạt. Tuy nhiên, lý thuyết dây và các chiều không gian bổ sung không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian ba chiều truyền thống. Chúng còn đem lại một cách nhìn mới về cách thức vũ trụ hoạt động, liên kết các lực cơ bản như trọng lực với các lực điện từ và lực hạt nhân, và đề xuất một sự thống nhất hoàn chỉnh giữa các lực này mà trước đây chưa từng được tưởng tượng. Cuộc phiêu lưu vào thế giới của các chiều không gian bổ sung là một chuyến đi đầy thách thức, nhưng cũng vô cùng thú vị. Nó không chỉ thách thức những gì chúng ta biết về thế giới tự nhiên, mà còn mở ra một trang mới trong cuốn sách của vật lý hiện đại, nơi mọi thứ từ các hạt cơ bản nhất đến rộng lớn nhất của các thiên hà đều được kết nối trong một trật tự vũ trụ đa chiều. Mỗi phát hiện mới đều là một bước đi trên con đường khám phá bản chất sâu sắc nhất của vũ trụ, và chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình này. Ngoài ra, việc giới thiệu các chiều không gian mới giúp các nhà vật lý giải quyết một số mâu thuẫn và bất đồng trong các lý thuyết hiện có, đặc biệt là giữa thuyết tương đối rộng của Einstein, mô tả vũ trụ ở quy mô lớn, và cơ học lượng tử, áp dụng cho các hạt cực kỳ nhỏ. Trong khi thuyết tương đối rộng không thể tích hợp tốt với cơ học lượng tử trong một số trường hợp cụ thể, lý thuyết dây với các chiều không gian bổ sung cung cấp một khung cơ sở toán học, mà trong đó hai thuyết này có thể được thống nhất một cách hài hòa. Ví dụ, lực hấp dẫn được mô tả bởi thuyết tương đối rộng là yếu nhất trong bốn lực cơ bản, và điều này lâu nay vẫn là một bí ẩn.
Trong mô hình đa chiều, sức yếu này có thể được giải thích là do lực hấp dẫn rò rỉ ra các chiều không gian khác. Tức là trong khi lực điện từ và lực hạt nhân mạnh chỉ hoạt động trong ba chiều không gian quen thuộc, lực hấp dẫn lại lan tỏa qua nhiều chiều không gian hơn, khiến nó yếu đi đáng kể khi quan sát trong không gian ba chiều chúng ta sinh sống. Thêm vào đó, sự tồn tại của các chiều bổ sung cho phép các nhà khoa học mô tả các hạt cơ bản theo những cách mới mẻ và phức tạp hơn. Trong lý thuyết dây, các hạt không được mô tả đơn giản như những điểm không có kích thước, mà là những dây với chiều dài và hình dạng nhất định, có thể rung động, xoắn hoặc thậm chí bện vào nhau trong nhiều chiều. Mỗi loại rung động hay cấu trúc dây khác nhau tương ứng với một loại hạt cơ bản khác nhau trong vũ trụ của chúng ta. Các chiều không gian mới cũng mở ra khả năng về sự tồn tại của thế giới song song hoặc vũ trụ khác, nơi mà các điều kiện và định luật vật lý có thể khác biệt so với thực tại hiện tại của chúng ta. Điều này không chỉ làm phong phú thêm lý thuyết vật lý, mà còn đem lại nhiều kích thích cho trí tưởng tượng khoa học, mở rộng hiểu biết của chúng ta về bản chất và khả năng của vũ trụ. Như vậy, việc nghiên cứu và khám phá các chiều không gian mới không chỉ là một chuyến phiêu lưu tri thức, mà còn là chìa khóa để mở rộng và sâu sắc hóa sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Đây là một trong những lý do tại sao lý thuyết dây và khái niệm về vũ trụ đa chiều lại trở nên quan trọng đến vậy trong cộng đồng khoa học hiện đại. Các chiều không gian bổ sung cũng cung cấp một cái nhìn mới mẻ về sự liên kết và tương tác giữa các lực và các hạt cơ bản. Cụ thể, sự tồn tại của chúng có thể giúp giải quyết vấn đề về sự không tương thích giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối tổng quát, một trong những thách thức lớn nhất trong vật lý hiện đại. Trong một không gian đa chiều, các định luật và hiện tượng vật lý có thể được thống nhất một cách mượt mà hơn, giúp chúng ta xây dựng một lý thuyết của mọi thứ, lý thuyết thống nhất tất cả các lực và các hạt trong vũ trụ. Khám phá các chiều không gian mới cũng có thể dẫn đến những ứng dụng thực tiễn, chẳng hạn như công nghệ truyền thông và vận chuyển tân tiến, sử dụng các tính chất đặc biệt của không gian đa chiều để vượt qua những giới hạn của không gian ba chiều truyền thống. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ khám phá ra phương thức du hành xuyên chiều hay thậm chí là khả năng tiếp xúc với các thực thể hoặc vũ trụ song song. Tuy nhiên, bất chấp những tiềm năng vô hạn, việc thực sự chứng minh sự tồn tại của các chiều không gian bổ sung vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Các thí nghiệm hiện tại, như các dự án tại CERN, đang nỗ lực tìm kiếm các dấu hiệu của chiều không gian thứ 5 thông qua hiện tượng rò rỉ lực hấp dẫn hoặc các hạt cơ bản mới. Mặc dù còn nhiều điều chưa biết, nhưng mỗi bước tiến trong lĩnh vực này đều mở ra những khả năng mới cho hiểu biết khoa học và công nghệ của chúng ta. Những nghiên cứu về vũ trụ đa chiều không chỉ làm sáng tỏ các bí ẩn về bản chất của thực tại, mà còn thách thức và mở rộng giới hạn của trí tưởng tượng của chúng ta. Với mỗi chiều không gian mới được khám phá, chúng ta lại càng tiến gần hơn đến việc hiểu được toàn bộ cấu trúc và hoạt động của vũ trụ. Hãy tiếp tục ví dụ về sợi dây. Giả sử chúng ta tiếp tục thu nhỏ quan sát, phát hiện ra rằng dọc theo chiều dài của sợi dây có những vòng xoắn siêu nhỏ mà mắt thường không thể thấy được. Những vòng xoắn này tượng trưng cho các chiều không gian cuộn tròn. Chúng tồn tại và có tác động nhưng lại ở kích thước và mức độ tinh tế đến mức chúng ta không thể cảm nhận một cách trực tiếp. Trong vật lý lý thuyết, đây chính là những chiều không gian bổ sung mà lý thuyết dây đề cập. Ví dụ khác có thể giúp chúng ta hình dung về không gian nhiều chiều là hình ảnh của một cuốn sách dày. Nếu nhìn từ xa, cuốn sách chỉ là một khối đơn giản với ba chiều, cao, rộng và dày. Nhưng nếu mở từng trang, bạn sẽ thấy rằng bên trong cuốn sách là hàng trăm trang giấy, mỗi trang lại như một lớp không gian hai chiều riêng biệt. Đây là một cách để hiểu cách các chiều không gian mới có thể ẩn giấu bên trong các kích thước mà chúng ta coi là đã biết. Từ góc độ toán học, các nhà vật lý sử dụng các công cụ như đa tạp Galabiao để minh họa các chiều không gian bổ sung. Những cấu trúc này cực kỳ phức tạp và không thể hình dung một cách trực quan, nhưng chúng giúp cung cấp một mô hình toán học cho cách mà không gian có thể được gấp lại hay cuộn tròn trong những chiều mà chúng ta không quan sát được. Những cấu trúc này không chỉ đơn giản là các hình khối ba chiều,
mà là những hình thể phức tạp với nhiều chiều được tích hợp vào nhau. Để hình dung điều này, bạn có thể tưởng tượng một miếng bọt biển phức tạp, trong đó có những lỗ nhỏ li ti mà chỉ khi phóng đại lên nhiều lần mới có thể nhìn thấy được toàn bộ hình dạng và cấu trúc của chúng. Tương tự, các chiều không gian bổ sung trong lý thuyết dây có thể tồn tại ở các mức độ nhỏ đến mức chúng ta không thể nhận biết một cách bình thường, chỉ có thể khám phá thông qua các thí nghiệm vật lý, hạt cực kỳ tinh vi và các phép toán phức tạp. Những nỗ lực này không chỉ giúp chúng ta mở rộng không gian ba chiều, mà còn mở ra những khả năng mới trong việc hiểu biết về vật chất, năng lượng và cơ chế hoạt động cơ bản của vũ trụ. Chúng ta có thể không bao giờ trực tiếp nhìn thấy các chiều không gian bổ sung, nhưng chúng ta có thể học cách nhận biết và tương tác với chúng thông qua các hiện tượng vật lý và các phép đo lường chính xác. Càng tìm hiểu sâu về các chiều không gian này, chúng ta càng mở rộng hiểu biết của mình về những điều cơ bản nhất trong vật lý, từ lực hấp dẫn, lực điện từ, đến lực hạt nhân mạnh và yếu. Ví dụ, trong lý thuyết dây, các chiều không gian bổ sung giúp giải thích tại sao các hạt như electron hoặc quark lại có các tính chất như khối lượng và điện tích. Bởi các chiều không gian này cung cấp một sân chơi mới cho các dây rung động, tạo ra các tính chất đó. Một cách khác để hình dung các chiều không gian bổ sung là thông qua sự so sánh với các hiện tượng tự nhiên. Giống như cách ánh sáng trắng có thể được phân tách thành nhiều màu sắc khác nhau bằng một tấm lăng kính, các chiều không gian bổ sung có thể được lọc ra từ các thí nghiệm tại các máy gia tốc hạt. Mỗi màu của không gian này có thể chứa các loại hạt và lực lượng khác nhau chưa được khám phá. Hơn nữa, việc khám phá các chiều không gian bổ sung còn giúp chúng ta phát triển công nghệ mới. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng hiểu biết này để tạo ra các công nghệ vượt trội về năng lượng, vật liệu, hoặc thậm chí là các phương tiện di chuyển tối tân có khả năng khai thác các tính chất độc đáo của không gian đa chiều như giảm ma sát, tăng tốc độ hoặc cải thiện hiệu quả năng lượng. Cuối cùng, trong khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu và thăm dò, có thể một ngày nào đó, việc khám phá và tương tác với các chiều không gian mới sẽ không còn là điều gì đó xa lạ hay chỉ thuộc về lý thuyết. Có thể chúng ta sẽ mở được cánh cửa đến những vùng của vũ trụ mà trước đây chúng ta cho là không thể tiếp cận, làm sáng tỏ các bí ẩn của vật lý và mở rộng ranh giới của khoa học hiện đại. Theo dõi những dấu hiệu của các chiều không gian bổ sung không chỉ giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về không gian và thời gian, mà còn có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về nguồn gốc và số phận của vũ trụ chúng ta. Thực nghiệm lý thuyết dây. Một số lý thuyết đề xuất rằng các dây vũ trụ, những thành phần cơ bản trong lý thuyết dây, có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt trong các chiều không gian bổ sung khi chúng rung động. Các nhà khoa học đang tìm cách phát hiện các dao động này thông qua dữ liệu từ LHC hoặc các thí nghiệm hạt khác, mà có thể bao gồm cả hiện tượng chưa giải thích được như mất năng lượng không dự kiến trong các va chạm hạt. Nghiên cứu lỗ đen. Các lý thuyết về vũ trụ đa chiều cũng có thể được khám phá thông qua việc nghiên cứu lỗ đen. Lỗ đen với trường hấp dẫn cực mạnh là nơi lý tưởng để quan sát các hiệu ứng của các chiều không gian bổ sung. Một số lý thuyết cho rằng các chiều bổ sung có thể ảnh hưởng đến cách thức mà lỗ đen hấp dẫn và bức xạ, thay đổi các dự đoán của thuyết tương đối rộng. Tìm kiếm các dấu hiệu của vũ trụ song song. Các chiều không gian bổ sung có thể cho phép sự tồn tại của các vũ trụ song song, và một số hiện tượng không giải thích được trong vật lý có thể là kết quả của tương tác giữa vũ trụ của chúng ta với các vũ trụ khác. Các nhà khoa học đang tìm cách phát hiện dấu hiệu của các vũ trụ này qua các hiệu ứng không đối xứng hoặc bất thường trong bức xạ nền vũ trụ. Ứng dụng trong công nghệ cao, sự hiểu biết về các chiều không gian bổ sung cũng có tiềm năng ứng dụng trong phát triển công nghệ mới, từ vật liệu cấp nano đến các hệ thống truyền thông vũ trụ. Việc khám phá cách các chiều không gian thêm ảnh hưởng đến các hạt và lực cơ bản có thể dẫn đến việc tạo ra các thiết bị mới với khả năng chưa từng thấy. Cuộc hành trình để khám phá vũ trụ đa chiều đòi hỏi sự kiên nhẫn, tài nguyên và sáng tạo không ngừng từ cộng đồng khoa học toàn cầu. Mặc dù chúng ta vẫn còn đang ở những bước đầu của việc hiểu biết này, mỗi phát hiện mới đều mang lại những cái nhìn sâu sắc quý báu về vũ trụ rộng lớn và phức tạp,
mở ra những cánh cửa mới và thách thức chúng ta suy nghĩ về không gian và thời gian theo những cách mới mẻ. Khám phá các chiều không gian bổ sung không chỉ thúc đẩy lý thuyết vật lý tiến xa hơn, mà còn góp phần vào sự phát triển của các lĩnh vực khác như toán học, công nghệ thông tin và thậm chí là triết học. Ví dụ, trong toán học, việc nghiên cứu các đa tạp Calabi-Yau và các cấu trúc toán học phức tạp khác liên quan đến chiều không gian bổ sung giúp mở rộng hiểu biết về hình học và đại số. Trong công nghệ thông tin, việc hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức các chiều không gian tương tác có thể dẫn đến việc phát minh ra các thuật toán mới cho việc xử lý dữ liệu và giải quyết vấn đề, đặc biệt trong lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo. Đây là kết quả của việc áp dụng các nguyên lý từ vật lý cao chiều vào thế giới số hóa. Hơn nữa, những suy ngẫm về vũ trụ đa chiều cũng thách thức các nhà triết học và nhà khoa học suy nghĩ lại về những khái niệm cơ bản như thực tại, tồn tại và không gian. Câu hỏi về cách thức tồn tại của chúng ta trong một vũ trụ có thể có nhiều hơn ba chiều không gian cung cấp một sân chơi triết học mới để khám phá các đề tài về bản chất của thực tại và sự nhận thức. Trong khi đó, việc tiếp tục tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm cho các chiều không gian bổ sung sẽ cần đến những cải tiến về công nghệ và phương pháp khoa học. Dự án như các nghiên cứu tại LHC và các thí nghiệm sóng hấp dẫn mới đang mở rộng khả năng quan sát của chúng ta đến mức chưa từng có, cho phép chúng ta nhìn sâu vào cấu trúc cơ bản của vật chất và không gian. Kết thúc, mặc dù thách thức là lớn và nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, sự nghiên cứu và khám phá không ngừng của vũ trụ đa chiều tiếp tục là một trong những cuộc phiêu lưu tri thức hấp dẫn nhất trong khoa học hiện đại. Với mỗi bước đi mới, chúng ta không chỉ mở rộng hiểu biết của mình về không gian và thời gian, mà còn tiếp tục đặt những câu hỏi sâu sắc hơn về bản chất của vật chất, năng lượng và sự tồn tại nói chung. Sự kiên trì trong việc theo đuổi các lý thuyết đa chiều không chỉ thúc đẩy lĩnh vực vật lý phát triển, mà còn góp phần vào sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học khác. Các kỹ thuật mới, từ cách chúng ta thực hiện các thí nghiệm trong máy gia tốc hạt đến cách chúng ta phân tích dữ liệu từ không gian, đều bị ảnh hưởng bởi những tiến bộ này. Tương lai của khoa học vật lý và bản thân sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ có thể sẽ phải dựa rất nhiều vào việc giải mã những bí ẩn của các chiều không gian bổ sung. Ngoài ra, các chiều không gian mới này còn có khả năng mở ra những lĩnh vực công nghệ chưa từng được khai thác. Ví dụ, khả năng sử dụng các chiều không gian bổ sung để phát triển công nghệ lưu trữ và xử lý thông tin ở cấp độ quantum có thể cách mạng hóa ngành công nghệ thông tin. Tương tự, trong ngành vật liệu học, việc hiểu biết sâu sắc hơn về cấu trúc của không gian có thể dẫn đến việc phát triển các vật liệu mới với tính chất vật lý vượt trội, từ độ bền đến khả năng dẫn điện và nhiệt. Trong khi chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, việc khám phá các chiều không gian bổ sung sẽ tiếp tục thách thức, hấp dẫn và mở rộng giới hạn của khoa học hiện đại. Dù cho kết quả có thế nào, chắc chắn rằng hành trình này sẽ cung cấp những hiểu biết quý giá và có thể trong quá trình đó, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ về chính thế giới mà chúng ta đang sống. Sự kiên trì và tò mò của con người sẽ là chìa khóa để mở ra những bí mật này, dẫn dắt chúng ta vào một kỷ nguyên mới của khoa học và công nghệ.